Xin chào anh em nha, cảm ơn em đã quay lại kênh Di Động Phú Phúc nha. Tiếp tục clip bán máy cho anh em hôm nay nha. Xin nhắc lại số điện thoại đặt hàng bên mình 0355 356 356, có trên cái bảng nhỏ phía trước nha anh em. Quy định mua máy thì anh em vui làm cọc trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui làm cọc 100.000 Viettel. Nhắn họ tên địa chỉ cùng với cái máy cần mua nha, và mã số thì cao. Anh em nào mà tin tưởng chịu khoan thắng thì mình bao ship. Còn anh em nào mà cọc tiền á thì anh em chịu phí ship giùm mình nha. 40-50 ngàn tùy theo khu vực nha. Rồi không dài dòng nữa thì mình xin giới thiệu hàng hôm nay cho anh em luôn nha. Hôm nay có máy con 1280 nè anh em. 1280 màn riêng ha, vỏ thay mới. Dành cho những anh em cô chú lớn tuổi xài nghi gọi máy cò nha. 1280 nha. 1280 màn thì ok luôn. Đó, thay vỏ mới cho anh em rồi. Giá 250 nha, kèm sạc với lại pin. Có pin có sạc đầy đủ hết, giờ chỉ việc bỏ sim vào xài thôi. Mấy con này đi lại rất ok, sóng mạnh nha. 250k nha anh em, pin sạc đầy đủ ha. Rồi tiếp theo con cảm ứng hôm nay là một con Samsung G500, con này màn hình 5 inch nha, RAM 1 GB bộ nhớ 8 ha, pin 26, viền trắc benzen như hình, mình chưa có thay thế nha, con này nguyên riêng ha, chưa thay thế như clip mình quay luôn. Màn ám nhẹ ha, màn ám khu vực đây đó. Màn nói chung là có ám đó. Xài bình thường, máy nguyên riêng, màn riêng, vo riêng, chức năng ok nha, sóng sánh ok luôn, bỏ sim là xài thôi đó. Giờ tối rồi thì wifi nhà mình còn mỗi nhà mình thôi, chức năng full ha. G500 đây nè. Kính thì có xước nhẹ nha, có lông mèo ha. G500 mua về anh em xài chống cháy ok luôn, giá 590k thôi, 590k kèm sạc dán lực cho anh em luôn. Tiếp theo là một con G600 màu tím, con này nắp sau có dán keo mình lột ra vứt à, nên cái đó sau cũng còn đẹp nè. Bỏ riêng nha, màn thay ha, màn thay mới nha anh em. Đó. Con này màn hình 5.6, RAM 332, pin 3000, G600 Việt Nam nha, 2 sim ha, 2K sim. À, 2K sim ha, 2 sim cho anh em xài thoải mái. Chức năng ok. G600 bản Việt Nam nha. Ok, con này để anh em giá 1.3 nha. 1.3 nha anh em, vỏ cực đẹp luôn. Kèm sạc dán cực lực cho anh em luôn nha. Máy này mình đã dán cực lực trước này. Bỏ sạc nữa là bỏ sim cho anh em xài thôi nha. Giá 1.3. Tiếp theo là một con Vivo V7 vỏ xeo 6 nha. Không có đẹp. Con này thay vỏ nữa là keng thôi. Mình chưa thay ha. Màn đẹp nha, màn đã dán cực lực. Vivo V7. Con này màn hình 5.7 nha, RAM 4, bộ nhớ 32, pin 3000. RAM 4 32, pin 3000. Vivo V7 nha anh em. À, sẽ cho anh em coi cấu hình nó này. Đầu tiên là cái wifi này. Đó. Chức năng ok nha. RAM này 4GB nha, bộ nhớ 32. Vivo 1718, tức là Vivo V7 đó anh em. Đó, máy kính đẹp kìa, lưng 6 ha. Ok, màu đen, con này để anh em giá 1.4 triệu nha. 1.4 triệu nha anh em, Vivo V7. Tiếp theo là con Samsung A8. Samsung A8. Máy riêng ha. Lưng sao suốt như clip. Kính thì góc là trịa nhẹ. A8 ha, bản VN 2 sim. RAM 4 bộ nhớ 32 nha. Đó. RAM 4 32 màn hình 5.6, pin 3000. Màn rất là mượt nha. Máy riêng nha anh em. A8 218 RAM 432. Máy nguyên riêng full chức năng. Con này để anh em giá 1.750.000. A8. Tiếp theo là con 5S. iPhone 5S. Đây anh em. Nem S máy màn riêng, vỏ riêng cũng còn đẹp nha, không vân tay nha anh em, máy không vân nha, chức năng full
chỉ một cái vân tay thôi. Wi-Fi là bác rất là mạnh nha, các kiểu ok hết. 16GB. Máy sạch nha anh em, tài khoản sạch ha. 16 5S. Nói chung là vỏ còn đẹp anh em. 980k nè, 980k. Không có sạc nha, mình không có xe kèm sạc nha anh em, mua về tự bỏ nha. Giá rất là sát ha. 980k, không sạc. 5S, anh em về mua tự xử nha. Tự bỏ sạc cho xài ha. Không kèm sạc. Giá 980. Tiếp theo là con J710 Samsung màu đen. Bản hàng mình nguyên riêng nha, J710. Con này màn hình 5.5 inch, RAM 216, pin 3000, 3. Pin 3000, 3. Vỏ đẹp nha, kính đại giác lực cho anh em này. Chức năng thì full ha. Bản hàng một sim. Đó, J710. Con này ra đi cho anh em giá của nó là 1290. 1290 mấy nguyên riêng nha. Tiếp theo là con J737 bản hàng luôn, màu đen, nguyên riêng, đẹp tầm 98 trở lên. Con này màn hình 5.5 inch, RAM 332, pin 3500 nha. Đó. Màn sáng đẹp nguyên riêng. Chức năng full nha. Bỏ sim là xài, mấy hàng thì mình để nguyên riêng một sim nha anh em. Anh em về tự bỏ sim vô xài ha, một sim. J717 là Galaxy Wave 3. Đó, màn ok luôn nguyên riêng. Con này để anh em giá 1750 ha, 1750. Kèm sạc dẫn lực luôn. Một con J7 Pro bản VN Việt Nam 2 sim. Vỏ ring, màn ring. Con này vỏ ring màn ring nha. Màn hình 5.5 inch ha, RAM 332, pin 3600. Kính đẹp, lưng thì có nhâm nhâm nhẹ. Đó, do xài hợp lưng. Màn ring nguyên. Đây, anh em cứ coi thoải mái ha. J7 Pro. J7 Pro nha anh em. Đó, màn rất là sáng đẹp. Xài ok luôn, mượt, nguyên ring. Con này để anh em giá 1.6 triệu ha. 1.6 triệu. Nguyên ring. Tiếp theo là con Samsung A20s màu đen. Nguyên ring luôn, đẹp 98. Này, đó, rất là đẹp ha. Kính keng luôn nha. Con này màn hình 6.5 inch nha, RAM 332, pin 4000. Chức năng full ha, màn ring. Hoạt động ok luôn. Màn sáng đẹp. A20s anh em, máy rất đẹp ha. Con này để anh em giá 2.6 triệu, 2.6 triệu. Tiếp theo là F1s bản nội địa anh em. Con này RAM 4GB anh em. RAM 4 bù nhớ 32 ha, màn 5.5 inch. Pin là 03 3075. Đó. Máy mà gold. Kính đẹp, lưng đẹp. Màn sáng đẹp nguyên riêng luôn. Màn rất đẹp luôn. Chức năng thì hoạt động ok luôn. F1S bản nội địa nha anh em, xài rất là mạnh nha. Đó, RAM 4GB nha anh em. Con này để anh em giá 1550. 1550 nha anh em. Một con A83 tiếp theo, Samsung Oppo A83 màn hình 5.7, RAM 432, pin 3180. Máy đẹp. Keng luôn. Kính còn miếng dán anti, lột ra bao có đẹp nha anh em. Bao đẹp nha. Rồi miếng dán chưa lột ra. Đó, wifi các kiểu ok. A83, RAM 4, bộ nhớ 32. Đó. Màn đẹp luôn nha. Còn để anh em giá 1.8 triệu nha. 1.8 triệu, RAM 4GB. Tiếp theo là một con J7 Lut màu gold. Màn vỏ là nguyên ring này. Có xuất sắc trong clip nha anh em. Có xuất sắc ha. Kính thì đẹp keng, màn thay. Con này màn thay mới. Này màn thêm mới mà bao anh em mà ngon. Đó, xài rất là ok nha. RAM 432 nha anh em, J7 cộng. Màn hình 5.5 inch, pin thì 3000. Để anh em giá 1.7 triệu nha. Giá 1.7 triệu ha, màn bao mượt. Chờ anh em tí nha. Đó, anh em lên rồi ha. Đó, màn xài rất là mượt. J7 cộng. RAM 4GB anh em, xài rất là sướng nha. Facebook, Zalo, YouTube thoải mái anh em luôn. Đó, màn sáng đẹp ha. Giá là đi 1.7 triệu. Tiếp theo là con Samsung A30 vỏ xe hơi xước nha. Vỏ xe xước sắc như clip, mấy nguyên riêng, RAM 332, màn hình 6 inch,
Pin 4000 nha. Sườn cũng còn được anh em, không đến nỗi quá xấu ha, cũng còn ok. Kính này, kính keng nha. Lông mèo nhẹ, chứ không phải keng mới đâu. Lông mèo nhẹ. A30, Samsung A30 bán Việt Nam, 2 SIM. Chức năng full nha. Màn sáng đẹp. Thông tin A30. Con này ra đi giá 2 triệu rưỡi nha anh em, 2 triệu rưỡi. Tiếp theo là con A600 bán hàng màu gold. A600 bán hàng màu gold. Máy đẹp tầm 97 thôi. Sườn có xuất sắc nhẹ. Màn hình 256 nha anh em, RAM 332. Pin 3000, máy nguyên riêng. Màn đẹp. Màn đang nguyên riêng đẹp keng. Xuất sắc là gì không có nha. Vỏ thì có xước, còn kính thì rất là đẹp nha. Đó, chức năng ok. Reset không bán hàng, xài một SIM. Con này ra đi cho anh em giá 1750. 1750 là kèm sạc gián lực cho anh em đầy đủ trước khi máy nha. Vậy chỉ bỏ SIM cho anh em xài thôi. Một con Samsung A50, con này thay vỏ mới rồi. Nắp sau, màn riêng. RAM 464. Màn hình 6 inch 4, pin 4000. Đó, vỏ thay đẹp như bóc hộp nha, ngang luôn. Kính thì nguyên zin, màn zin. Nên là nó sáng đẹp cực kỳ cho anh em luôn. A50 bản Việt Nam 2 SIM. Chức năng full. Bỏ SIM là xài 2 SIM nha anh em. Đấy, A50. Đó, máy cực đẹp luôn. A50 đến em giá 2 triệu 9 nha, 2 triệu 9. Tiếp theo clip cho anh em là một con 8 lút màu đen. 8 lút màu đen, máy cực đẹp tầm 98 trở lên. Nguyên zin. 64GB. Nguyên zin 64GB, máy đẹp keng xà beng luôn. Sườn 125 cực nhẹ không đáng kể nha anh em, máy quá đẹp luôn. iPhone 8 lút 64GB, máy full quốc tế. Không tài khoản nha, anh em bỏ SIM là xài cho anh em reset thoải mái ha. Không hề tài khoản, mình đã test kỹ hết anh em rồi. Chức năng thì hoạt động ổn định ha. Wi-Fi các kiểu, vân tay vân chân đầy đủ. Máy full quốc tế, anh em bỏ SIM vào xài thoải mái luôn, không vấn đề nữa hết ha. Bao tài khoản sạch, anh em về chỉ việc đăng nhập tài khoản là xài 64GB quốc tế, 80 lút. Con này để anh em giá 6 triệu 3. 6 triệu 3 nguyên zin. Ok nha anh em, bao anh em từ A tới Á luôn, không trục trặc một chức năng hết. 8 lút màu đen, 6 triệu 3. Rồi, clip này xin tạm dừng ở đây. Tạm chào cả nhà nha. Chúc anh em có buổi sáng làm việc thật thành công nha. Hẹn anh em gặp clip ngày mai. Chào anh em.